Anh em, chào anh em đã đến với Em Tùng Audio. Lên sóng ngay cho anh em một bộ combo gia đình hoàn hảo, bao gồm đẩy vang mic. Đây là ba thiết bị quan trọng nhất cho dàn máy âm thanh rồi. Các bác đang có loa, đang cần tìm mua những bộ sản phẩm như đã âm đi, hoàn toàn có thể tham khảo thêm bộ dàn máy cực kỳ chất lượng đến từ ETC. Và ngày hôm nay thì bên Em Tùng sẽ giảm giá cho anh em 600.000 đồng khi các bác anh em mua bộ combo sản phẩm đẩy vang mic của nhà phân phối ETC nhá. Tổng trị giá hôm nay bên em lên sóng là 7.500.000 đồng với bộ combo đẩy vang mic đến từ ITC, và bên em giảm xuống cho anh em 600.000 đồng. Tức là các anh em chỉ cần bỏ ra 6.900.000 đồng là các anh em đã sở hữu ngay cho mình một bộ combo sản phẩm đẩy vang mic vô cùng chất lượng rồi. Và ngay bây giờ thì cùng anh em tìm hiểu xem bộ combo ngày hôm nay có xứng đáng để các anh em lựa chọn nâng cấp và dàn máy âm thanh gia đình nhà mình hay không. Em nhận thấy là rất nhiều anh em đang có loa, chúng ta không biết lên sử dụng đẩy hay là lên sử dụng âm ly. Thì có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em khách hàng. Chúng ta có thể sử dụng đẩy, nghĩa là phải mua vang rồi và phải mua mic rồi. Hay là âm ni thì chúng ta chỉ cần mua âm ni về và chúng ta ghép mic dây, mic không dây là chúng ta sử dụng thôi. Và thậm chí anh em mua đẩy liền vang thì cũng có rất nhiều các mẫu đẩy liền vang có chế độ âm thanh hay. Nhưng để mà nói là nếu như các anh em có cho mình một bộ sản phẩm đẩy vang mic thì nó vẫn chất lượng hơn, nó vẫn là một cái gì đó xịn sò hơn và nó chuyên nghiệp hơn nhiều so với các thiết bị còn lại, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì các bác đã được nhìn thấy dàn máy của ATC quá là chất, đồng bộ luôn. ATC 800 đẩy 2 kênh, 700W một kênh, 2 kênh tổng cộng là 1400W. Đánh loa bao nhiêu các bác? 20, 30 rồi là 40. Anh em có thể là lựa chọn những cặp loa chơi phòng hát gia đình là sao cho phù hợp với đời công suất 700W nhé. Hai cặp loa, một cặp 20 cộng với một cặp 30 được này. Một cặp 25 cộng một cặp 30 được này. Đấy, tức là chúng ta đẩy được 4 quả loa trên một dòng đẩy 2 kênh đến từ ATC. Và đẩy nguồn xuyến 32 sò chúng ta chơi phải tiệt ga đi các bác ạ. Chúng ta không phải lo vì hiện tượng là thiếu công suất nữa. Nếu mà chúng ta đã chơi với những loa gia đình thì đa phần chúng ta chơi 25. Nhiều bác là sử dụng loa làm loa bát 20 25 thôi. Với đẩy ATC S800 đánh đơn giản, dễ dàng. Và trên này thì các bác đã được nhìn thấy dòng vàng ATC E8 cơ lai số công nghệ hiện đại 2024 luôn ạ. Đây là một trong những phiên bản mà mang lại cho anh em sự trải nghiệm phá gia đình vô cùng tuyệt vời với chế độ âm thanh dày tiếng giải echo nhá, kết hợp thêm tính năng lì và vô cùng sắc nét nữa cho anh em mà hát tốt. Chúng ta muốn thể hiện tài năng ca hát của mình, hãy sử dụng thêm nhiều cái tính năng đến những dòng vang cơ lai số. Và cơ lai số thì là gì các bác? Là những cái dòng vang chỉnh cơ âm thanh số chất lượng, dễ sử dụng, dễ điều chỉnh và chế độ hiệu ứng tính năng. Và trên này thì anh em đã được nhìn thấy dòng vang ATC E8 phiên bản công nghệ cao cấp 2024 và kết hợp với dòng mic ATC NX10 nữa, một trong những mẫu mic kiểu mẫu bên cả anh em, rất đẹp, chất lượng, nhiều tính năng, dễ sử dụng, âm thanh hay, sắc nét và chi tiết. Đây các bạn thấy một bộ combo ngày hôm nay lên em lên sóng toàn là những cái mẫu sản phẩm chất lượng thôi của ATC hết các bạn nha. Hàng sản phẩm chính hãng, có đầy đủ chế độ bảo hành cho anh em. Và khi mà bên em Tùng gửi hàng đi thì chắc chắn là bên em sẽ hỗ trợ setup và cài đặt cho anh em làm sao để nhận hàng về các bác ghép vào những cặp loa, các bác sẽ cảm thấy hài lòng không chỉ về phần nhạc và kể cả là cái phần các anh em ca lực ca tiếng hát của mình. Em bây giờ thì cùng anh em lắp tai nghe trải nghiệm âm thanh đến từ bộ combo sản phẩm trong ngày hôm nay nhé. Trải nghiệm âm thanh về phần nhạc và đó mới chỉ là một phần nhỏ các chế độ âm thanh vô cùng tuyệt vời đến từ bộ sản phẩm này thôi các bác nha. Khi chúng ta nghe nhạc, chúng ta sẽ có sự trải nghiệm phòng hát gia đình tốt nhất đến từ vàng ATC 8 kết hợp với dòng đẩy công suất ATC 800. Và âm thanh nghe các bác thấy cảm nhận thế nào ạ? Bát trung chép sáng ạ, tách biệt hoàn toàn. Âm thanh nghe đạt độ hiệu quả cao hơn, tiếng nhạc ra sáng hơn, sạch hơn so với chúng ta sử dụng âm binh công suất hoặc là sử dụng đẩy liền vang rất là nhiều. Đây là cái tác dụng của những cái thiết bị riêng biệt, tách biệt hoàn toàn, đẩy công suất và vang cơ lai số. Và điều quan trọng nhất khi chúng ta sử dụng bộ sản phẩm mà có mic đẹp như thế này rồi, có vang tốt, thì tại sao các anh em không sử dụng và trải nghiệm âm thanh gia đình nhỉ? Ngay bây giờ thì cùng các anh em thử tiếng mic tiếng lời đến từ dòng vang ATC E8 và kết hợp với dòng mic ATC NX10 nhá. Một cây lắp 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 sáu bảy bảy tám chín bảy 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 bảy
anh em nghe được cái chế độ âm thanh vang nhại đến từ dòng vang ATC E8 chưa? Đây là một trong những dòng vang mà em cũng đã nhắc anh em rồi, chế độ âm thanh echo rất là dày tiếng, và nó cũng sẽ mang lại cho những em mà hát kém hát yếu cái sự chuyên nghiệp hơn, giọng hát ngọt ngào lịnh tiếng hơn. Những em hát kém thì đa phần là chúng ta sẽ muốn nhiều dạng echo để lấp đi những cái khoảng trống, những cái tiếng khô khan lệch lạc của tiếng hát của mình. Vậy nên là cái dòng này thì nó rất là lịnh cho những em hát kém, đặc biệt là có thêm một cái hiệu ứng reverb nữa để hỗ trợ cho những em hát tốt. Anh em sẽ có cơ hội thể hiện tài năng ca hát của mình thông qua tính năng reverb. Và toàn bộ các hiệu ứng âm thanh trên này bên em Tùng Audio cũng đã setup cả rồi, nên khi anh em nhả về bác chỉ cần cất cái tiếng lời ca tiếng hát của mình lên là bác sẽ cảm nhận được cái chế độ âm thanh bay bổng chuyên nghiệp dễ chịu tới từ dàn máy câm thanh rất là chất lượng của ADC. Và chọn bộ âm thanh ngày hôm nay thì em xin dành tặng ra 10 suất cho anh em khách hàng mua một combo này với mức giá 6.900.000 đồng, từ giá là 7.500.000 với dàn máy âm thanh anh em mua lại từ thiết bị. Và hôm nay thì bên em quyết định giảm cho anh em xuống mức giá chỉ còn 6.900.000 đồng thôi. Anh em đã sở hữu ngay cho mình đẩy công suất của ATC dòng S800 kết hợp với dòng vang cửa lai số ATC E8 và dòng mic không dây ATC XB10. Đây là một trong những bộ combo của bên em hỗ trợ giảm giá cho anh em xuống với mức giá cực kỳ đặc biệt 6.900.000 đồng nếu như anh em mua chọn bộ combo. Và nếu như anh em đang cần mua dàn máy âm thanh chơi phòng hát gia đình, đang thiếu những bộ sản phẩm và dàn máy để vào mic, hoặc là có thể đến với em Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới màn hình để có ngay cho mình mức giá hấp dẫn nhất với tất cả trang bị âm thanh đang được giảm giá bên cả Tùng Audio Hải Dương. Và video của em xin dừng lại tại đây, hẹn gặp tất cả anh em ở những video tiếp theo của bên và anh em. Xin chào các bác.